mình đã mở quán spa. Tức là những cái quán làm đẹp với các bạn. Mà nếu các bạn có bị mụn thì đến đây Hà Sam sẽ chữa cho các bạn nha. Nào bây giờ hãy cùng với Hà Sam làm việc thôi. Các bạn ơi, game để giải trí. Tuy nhiên thì trong một ngày các bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian để chơi game đâu. Bởi vì có thể ảnh hưởng đến mắt rồi sức khỏe của chúng mình nữa nha. Mỗi ngày khi mà học tập thật là căng thẳng rồi thì chúng mình chỉ nên dành 5 đến 10 phút để giải trí bằng cách chơi game thôi nha. Còn em không được chơi game lâu quá đâu nha. Hello em gái xinh đẹp à, mặt anh thì chỉ có 2 cái mụn thôi em ạ. Cái gì thế này? Mặt anh ấy chỉ có 2 cái mụn thôi. Nhưng mà anh, 2 cái mụn của anh nó có quân giỏi hay quân gì ở trong mặt ấy anh ơi. Kinh quá. Rồi không sao, bây giờ mình sẽ nhúp ra các bạn nha. Rồi ôi, mình đã từng ấy xem những cái video ấy mà người ta nhúp ra ở trong da của con người ấy, có cả những con ruồi ấy các bạn ơi, đáng sợ lắm luôn. Chính vì vậy mà mình phải giữ gìn cơ thể thật là sạch sẽ cho các bạn ấy. Một con xanh, một con đỏ luôn các bạn ạ. Con đỏ đi rồi, bây giờ con xanh thì kẹp vào đây. Yeah. Rồi bây giờ là mặt anh. Ui, đẹp luôn, sang xịn mịn luôn. Rồi, yeah. Em ơi em, à, tay nghề của em khéo đấy. Ôi, hai cái con dòi này nó ở mặt anh ấy một tuần rồi em ạ. Khó chịu lắm luôn ấy. Mỗi ngày anh rửa mặt anh ấy thì anh rửa luôn mặt cho hai cái con dòi đấy luôn. Lại còn thế nữa cơ ạ. Ui kinh quá, kinh quá. Thôi em chào anh nha. Rồi next nha các bạn nha. Khách hàng tiếp theo. À quên, anh ấy chưa trả tiền các bạn. Rồi anh ấy trả mình 100 đồng tiền. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chân anh. Chào anh. Chào anh. Nhìn em này quen quen ấy. À, chị không nhận ra em. Này buồn ghê. Em là Mai, bạn thân của con nhà cô, nhà bà, nhà chú, nhà chị, nhà chị mái, cô của chị hàng xóm á. Cái gì ấy nhỉ? Từ cô rồi là thành bác, xong rồi lại thành chú, lại hàng xóm. Ôi lằng nhằng quá các bạn ơi. Thôi được rồi, chị biết tên em là Mai rồi đúng không? Vâng ạ, chị ơi, hôm nay em đến phòng khám spa của chị. Chị nhớ chữa cho em nha. Ok, rồi vào thôi. Tăng tăng. Rồi, em gái này đã ở đây rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình nhìn thế này chắc chắn. Ui, gì đấy? Ở đây còn có cả cái máy các bạn ạ. Cái máy này là cái máy gì đây các bạn ơi? Rồi, máy soi à? Cái gì đây? Wow, máy này máy soi được ở bên trong cơ thể con người luôn các bạn ơi. Trong này là có một kiểu như là con run ở trong tay của em bé này. Ui, đây nữa nè, một con nữa nè. Rồi, một con nữa nè. Rồi, và cái máy này có thể làm kiểu như là mất cái con run đấy luôn các bạn ạ. Ui, kỳ lạ ghê luôn ý. Ui, nhưng mà đây là chỉ ở trong game thôi các bạn ơi. Còn không biết là ngoài đời có cái máy thần kỳ như thế này không á. Đây nữa nè. Một con run. Ui, trong này còn có cái keo luôn các bạn ạ. Ôi, đúng là game của các game này hơi bị ảo luôn ý. Rồi, vậy là em đã xong rồi đây. Wow, nhanh quá chị ơi. Rồi, em sẽ trả tiền chị nha. Tăng tăng. Lần này em đấy trả mình 250 đô. Tại vì mình lấy được 5 món ở trên cơ thể của em đấy. 5 món là mỗi món 50 đô mị. Ok, 250 vô đây. Yeah. Bye bye. Đây là một cậu bạn mang một con mèo đấy luôn. Các bạn ơi, spa của mình ấy chỉ làm cho người thôi. Nhưng mà chú mèo này đáng yêu ha. Mà trong khi đấy mình lại có tay nghề cho mèo nữa. Nên là mình sẽ chấp nhận làm cho cả mèo nha các bạn nha. Ok. Mèo, mèo, mèo. Ai chả cái phòng khám của mình ấy xịn sò ghê. Rồi có một chú mèo ở đây. Rồi chú mèo này còn có cả sâu luôn nè các bạn ơi. Rồi. Ôi nhấc nè. Đấy, nhấc nè. Nhấc luôn nè. Wow. Không biết chú sâu đấy mà ở trong người chú mèo thì không biết là chú mèo đau đớn như thế nào đúng không các bạn. Chính vì vậy mà khi cún mèo này mà có biểu hiện của bệnh này thì các bạn hãy nhớ đem các chú ấy đến với lại phòng khám thú y nha các bạn nha. Rồi ok. Đây nè. Rồi yêu nhấc luôn.
Em mèo này buồn cười thật nhở. Mình nói tiếng người rõ như thế mà em mèo cũng không trả lời mình luôn. Hà Giang ơi, em mèo đâu có biết nói đâu. Đúng rồi nhỉ. Rồi. Ok, ui ui, bây giờ mình lấy được một dụng cụ mới rồi các bạn ơi. Yeah. Hello, xin chào bạn. Xin chào Hà Giang, cậu thấy mình quen không? À, mình thấy cậu quen nè. Hình như ơi là hôm trước cậu có ghé qua cửa hàng mình một lần đúng không? Đúng rồi đấy, hôm nay mình đến tiếp nè. Ồ, vậy à. Ui, cái cậu này chứng tỏ là cậu đấy kém vệ sinh hay sao mà người cậu đấy lúc nào cũng có giỏi với lại có sâu ấy nhỉ các bạn nhỉ. Rồi rồi, ok ok. Nhưng mà tớ bảo này, khi mà đi spa về là cậu vẫn phải tắm rửa thật là sạch sẽ này, rồi ăn uống điều độ để mình có sức khỏe này và cơ thể mình sạch sẽ chống lại bệnh tật nhá các bạn nhá. Ok, mình biết rồi, mình sẽ rút kinh nghiệm nha. Rồi. À Giang ơi, mình thích ngồi thiền lắm. Màu mẹ lẻ loẹt quá các bạn ơi, làm sao bây giờ? Đánh nhạc, ui mình đánh được luôn, đánh con ong nè, vật luôn. Nhanh lên không ấy, nó đốt cái cậu này thì cậu này không có thời gian, kiểu như không tập trung lại ngồi thiền được đâu. Ui, đánh luôn con ong. Đốt đi anh em ơi, đốt đi. Cái gì? Không được. Không được đốt cậu ấy. Mấy con này nguy hiểm lắm các bạn ơi. Rồi, nhất là mấy chú muỗi này có thể truyền bệnh sốt xuất huyết đó các bạn, nguy hiểm lắm luôn ý. Thế nên ấy là không chỉ cơ thể khỏe mạnh đâu mà mình còn phải giữ gìn môi trường sống xung quanh của mình ấy sạch sẽ nữa thì mới không có muỗi, không có ruồi các bạn nhá. Wow, yeah, đã xong. Cảm ơn bạn Hà Sam. Không có gì đâu nha. Rồi, cậu trả mình một số tiền luôn. 50 nè, 100 là 150 nè, rồi 150 là 650 lần nè. Ui ui, lại tờ 50 đô nữa nè. Ui, nhưng mà mình không ấn được vào đây các bạn ơi. Rồi, còn ở dưới là thay đổi cộng 350 đô. Mình thay đổi luôn. Oh yeah. Rồi, chuẩn bị lại mở ra được một cái hộp dụng cụ nữa nè các bạn ơi. Spa của mình ấy cả ngày sẽ càng đông khách. Ôi trời ơi. Bạn tóc xoăn, bạn có cái gì ở mặt đây? Thì giống cậu đó mà, nãy cậu cũng bị mặt lỗ đó thôi. À đúng rồi, ok mình sẽ giúp cậu nha. Vô đây, mời bạn vô đây. Bạn ngồi xuống đây, tôi sẽ làm cho bạn. Ok. Ôi các bạn ơi, wow, mấy con vi khuẩn này nó bám vào mặt mình ấy là nó sẽ làm tổn thương da mình luôn. Ui, kinh dị quá. Ui, bây giờ mình sẽ bôi thuốc lên cho cậu nha. Ok, rồi, tang tang, sạch sẽ rồi. Ui, cậu ấy cười. Nhìn môi cậu đấy dày dã man luôn ý. Ôi, dày đẹp. Rồi lại cười này. Rồi ok, cậu này rất là vui tính luôn. Các bạn ơi, vừa rồi nhà Sam đã mở một phòng